Bão Graton giật trên cấp 17 sẽ vào Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay cơn bão Graton đang hoạt động ở vùng biển phía bắc đảo Luzon của Philippines với cường độ mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ, tính từ 10 giờ ngày 30 tháng 9, bão Graton có khả năng đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sau đó, bão đổi hướng theo hướng bắc rồi bắc đông bắc tiến vào phía Đài Loan, Trung Quốc. Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Graton, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ gần sáng ngày 1 tháng 10, mạnh lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét, sau tăng lên cấp 10, cấp 12. Vùng gần tâm bão cấp 13, 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7-9 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa ngày 1 tháng 10, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét.